Bước vào đầu năm 2020, do diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình hình khô hạn và nước mặn xâm nhập năm 2019-2020 ở tỉnh Long An đến sớm hơn gần một tháng so với năm hạn mặn lịch sử 2015-2016. Từ giữa tháng 2 2020 đến nay, hạn mặn xâm nhập diễn ra rất gay gắt, theo dự báo sẽ còn kéo dài đến tháng 4, tháng 5. Trong tình hình trên, diện tích có khả năng bị ảnh hưởng đối với lúa là hơn 13.000 hecta, cây ăn trái hơn 11.000 hecta. Hai huyện Tân Trụ và phía Nam huyện Thủ Thừa là hai địa phương có nhiều diện tích lúa và cây trồng khác đang bị thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Tình hình bất lợi cho sản xuất, huyện Thủ Thừa và một số ngành liên quan tìm mọi biện pháp để bảo vệ cây trồng trên diện tích mà nông dân đang sản xuất. Ở xã Bình Thạnh, từ những tháng cuối năm 2019, các cơ quan chức năng ở địa phương đã thường xuyên khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ để tránh thiệt hại do trễ thời vụ, bị khô hạn và nước mặn xâm nhập. Nhờ vậy, những thiệt hại cho người nông dân trồng lúa ở đây đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Đối với cái tình hình hạn mặn năm nay á, thì theo đánh giá góc độ của địa phương á, thì nó ảnh hưởng rất lớn so với những năm trước. Thì trong thời gian gần đây thì chúng ta bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn thì vào năm 2016. Thì do năm 2016 thì chúng ta cũng chưa có cái kinh nghiệm về cái chủ động trong cái việc phòng chống cái hạn mặn. Còn đối với năm nay thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền. Thì tuy nhiên do cái giá và cái năng suất của vụ đông xuân thì nó cao, mà người dân thì người ta chủ yếu là cái vụ đông xuân nó mới có năng suất nhiều, thành ra người dân quyết tâm là sản xuất. Thì với cái tình trạng này thì xã chỉ còn một biện pháp là phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện là tiếp tục là thường xuyên là nắm bắt cái tình hình độ mặn của các cái kênh thủy lợi là xung quanh của xã để là khuyến cáo và thông tin kịp thời cho người dân biết mà thời điểm cần thiết để lấy nước. Về cái thời gian thì cũng do cái vụ thu đông năm rồi nó trễ, thành ra bà con thì sản xuất cái vụ đông xuân thì hầu như là trên 90% là trễ so với thời gian khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Thì đối với cái tình trạng này thì sau khi xã và cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền thì chỉ có 40 hecta trên tổng số là 659 hecta sản xuất nông nghiệp của xã là chấp hành không sản xuất vụ đông xuân, lý do là sợ ảnh hưởng của cái hạn mặn năm nay. Địa bàn xã Bình Thạnh thì tổng cái diện tích sản xuất cái vụ đông xuân năm 2020 thì có 619 hecta. Thì hiện nay thì khoảng 400 hecta thì được là chỗ công ty cấp nước Bình Ảnh là cung cấp cái nước để kịp thời là cứu cái trong cái đợt hạn mặn năm nay. Còn lại thì khoảng 219 hecta thì đang bị thiệt hại. Thì trong đó thì khả năng mất trắng thì khoảng 17 hecta. Còn lại bị thiệt hại khoảng 20-30% cái năng suất của vụ đông xuân thì khoảng 32 hecta. Thì số diện tích còn lại thì về cái năng suất thì đảm bảo như hàng năm. Thì về cái công tác chống hạn mặn của địa phương thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái phòng ban chuyên môn của huyện liên hệ trực tiếp đến trung tâm dịch vụ nông nghiệp của tỉnh để can thiệp nhờ công ty cấp nước Bình Ảnh kịp thời xả đường ống để cho bà con dân phục vụ cái sản xuất vụ thu đông, vụ đông xuân trong năm 2020. Còn cái giải pháp trong cái thời gian tới để chống cái hạn mặn thì về phía quan xã sẽ tiếp tục vận động bà con có cái xuống giống nó trong cái thời gian nó phù hợp hơn, tránh cái tình trạng như năm nay về cái thời gian xuống giống vụ đông xuân thì rất trễ, nó ảnh hưởng đến tình hình xâm nhập mặn trong năm nay. Thì nếu không có công ty cấp nước Bình Ảnh thì về cái con số thiệt hại của xã Bình Thạnh thì hầu như là sẽ mất trắng. Đến xã Long Thạnh, chúng tôi ghi nhận một thực tế khác là xã nằm sâu trong đất liền, xa với nguồn nước nhiễm mặn.
Tuy nhiên, người nông dân ở đây vẫn ý thức được tình trạng khô hạn và nhiễm mặn của năm 2020, nên theo dõi chặt chẽ những diễn tiến bất lợi trong sản xuất. Ngoài sản xuất lúa, với Hợp tác xã Thủy sản Long Thạnh, một mô hình sản xuất tiên tiến của tỉnh cũng rất chủ động trong việc ứng phó với tình trạng nước mặn xâm nhập sâu đến xã này. Tình hình hạn mặn năm nay thì nó xâm nhập lên sớm hơn mỗi năm là khoảng cỡ một tháng. Thì hiện tại bây giờ thì cái đo được mực nước ở dưới sông hiện tại tại Hợp Long Thạnh thì nó khoảng cỡ 1.0 đến 1.7. Thì đối với nuôi trồng thủy sản thì khoảng cỡ 1.7 thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái quá trình mình nuôi trồng thủy sản. Thì đối với tình hình lúa hiện nay thì người ta đã thu hoạch xong rồi thì cũng không ảnh hưởng gì đến địa bàn xã Long Thạnh. Theo như cái hướng dự đoán thì tình hình chăn nuôi năm 2019-2020 sẽ hơi gặp khó. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái tình hình dịch bệnh rồi nó là mấy cửa khẩu rồi người ta cũng đi chợ truyền thống, người ta cũng ít đi. Cho nên cái cá nó cũng không được tốt như mọi năm. Trên địa bàn xã cũng đa số bà con cũng đã thu hoạch xong. Thì trong quá trình hạn mặn thì ảnh hưởng mặn nó không có ảnh hưởng tới địa bàn xã. Thì bà con nông dân của đây cũng có chủ động là lấy nguồn nước, lắng nghe cái thông báo trên các phương tiện truyền thông. Ví dụ như ở dưới trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện có thường xuyên là gửi cái thông báo lên trên đài, trên xã. Thì đây ngành khuyến nông cũng như là nông dân cũng tuyên truyền cho bà con biết được thường xuyên là cái độ mặn như thế nào để bà con chủ động lấy nước vô phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cho nên là không có ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Ở xã thì chỉ là tuyên truyền cho người dân biết cái tác hại của hạn mặn, rồi khuyến cáo bà con là sử dụng cái lượng nước như thế nào là đạt cho lúa. Ví dụ như hạn mặn khoảng từ 1.5 trở lại thì mới là có thể lấy vô trong ruộng lúa được. Còn trên thì không nên sử dụng cho lúa. Huyện Thủ Thừa có dùng cây ăn trái tập trung gần 1.500 hectare và thành lập được hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các loại cây ăn trái phù hợp trên vùng đất này và có lợi thế xuất khẩu, là sự nỗ lực lớn của địa phương và người dân khi đặt nền móng cho một mô hình canh tác mới ngay trên vùng đất nhiễm phèn nặng này. Ông Lê Văn Thảo ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, một nhà vườn chuyên làm giống các loại cây trồng bán cho khắp vùng trong nước, đã tìm đến vùng đất thuộc ấp 3 xã Tân Thành này để trồng 14 hectare cây ăn trái và cũng để sản xuất giống cây trồng các loại. Qua hơn 3 năm đầu tư trên vùng đất mới, những kết quả ban đầu là rất khả quan. Hiện nay thì cái diện tích ở đất Long An á, thì vừa qua là cái mía thì nó đã rẻ, rồi cả cây lúa thì hiện nay bà con sản xuất lúa cũng không có lời. Thật ra em đem những cái cây giống mới này cũng như là cái ổi ruby của Đài Loan, rồi cây nhãn đỏ, nhãn xuồng đỏ, rồi cả là cây vú sữa quần kim, rồi cây mãng cầu ná thái. Hiện nay thì ở Thủ Thừa sản xuất cái mãng cầu ná thái đang cho trái là diện tích trên 50 hectare rồi, đang cho trái. Thì em về đây để thực nghiệm trong cái vùng đất phèn này. Thì vừa qua thì em thấy những cây này nó đã chịu về cái vùng đất phèn. Thì hy vọng bà con nông dân ở Thủ Thừa tới đây có thể là triển khai thay đổi những giống mới. Từ cây lúa, cây mía nó không hiệu quả đưa qua những cây ăn trái này thì có thể là thu nhập cao. Cái cơ sở của em về đây, cái diện tích hiện nay thì được là 14 hectare. Thì em làm các loại giống để cung cấp mà cho bà con nông dân ở đây và cả là những cái địa phương các tỉnh bạn. Thì nói chung ra thì em tìm cái vùng đất này thì thấy nước mấy năm rồi nó không có bị mặn đó. Thì vùng Bến Tre của em thì bị 2016 nó mặn rất là nhiều, thì em mới về đây thì chọn cái vùng đất này. Mà hôm nay thì năm 2019 bắt đầu qua năm 2020 thì nó đã mặn tới nữa đó, thì nó cũng rủi ro cho em là cái có số cây nó không chịu nổi. Hiện nay thì bây giờ cái khu này em đang trữ nước ngọt thì nó nằm khoảng trên một phần ngàn của độ mặn. Còn những cái cây mà nó không chịu nổi thì nó trái lá và nó sẽ chết. Còn những cái cây nó chịu được có thể là từ 2 cho tới 3 độ mặn á, thì như là cây ổi ruby, rồi cây nhãn đỏ, nhãn siêu trái, rồi cả là cây cam, cây bưởi,
và cây cam, cây bưởi, rồi cây sabo, thì những cái cây đó là nó chịu độ mặn cao và tốt. Kiến nghị để làm chống đê bao. Cái diện tích ở đây thì rộng, ở diện tích ở đây thì tới 1.400 hecta là đưa vào là nông nghiệp công nghệ cao của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nhà nước mình hỗ trợ làm sao cho nó an toàn cái nước để sinh hoạt trồng cây ăn trái trên cái vùng đất này. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban dân thì cũng có chỉ đạo các ngành thường xuyên kiểm tra cái tình hình cũng như là cái theo dõi tình hình xâm nhập mặn để có gì thông báo cho nhân dân chủ động trong cái việc mà tích trữ nước ngọt để phục vụ cho cái sản xuất. Thì cũng báo thêm các đồng chí nắm luôn là hiện nay thì tình hình lúa sản xuất của nhân dân thì là 1.620 hecta, nhưng mà hiện nay thì thu hoạch được một phần, còn khoảng là 400 hecta nữa thì đang trong cái giai đoạn mà chín đến thu hoạch, nhưng mà hiện nay có một số là đã cháy cũng 30 đến 70. Có nếu mà tới cuối vụ thì chắc có khoảng một số diện tích sẽ bị mất trắng. Còn riêng về cái cây chanh, cây thanh long cũng như các loại cây trồng khác thì trên gần 1.000 hecta thì đang cái giai đoạn là khô hạn. Hiện nay nếu mà có nước tưới thì có thể mấy cây này có thể duy trì, nhưng mà nếu mà tiếp tục hạn như hiện tại thì có thể là cây trồng sẽ chết dần. Ủy ban dân thì tiếp tục sẽ kiến nghị ở trên đầu tư ngăn các cái cống để ngăn ngập mặn, đồng thời cũng tuyên truyền bà con thì những tích trữ nước ngọt để phục vụ cho lâu dài cho cái sản xuất nông nghiệp. Qua thực tế ở một số xã của huyện Thủ Thừa cho thấy, trong mô hình khô hạn và mặn xâm nhập sâu theo các sông lớn và các kênh dẫn nước khác ngày càng nặng, việc tìm giải pháp để ứng phó hạn chế thiệt hại trở nên rất cấp thiết. Thì huyện Thủ Thừa có cái diện tích gieo xạ gần 18.000 hecta, chủ yếu là cơ cấu giống lúa nếp chiếm trên 95%. Thì tới tại thời điểm này thì vụ đông xuân bà con thu hoạch trên 2/3 tổng diện tích. Năng suất cây nếp thì trung bình khoảng từ 7 tấn rưỡi đến 8 tấn trên 1 hecta, giá bán từ 6.000 đến 6.300. Nói chung bà con rất phấn khởi, trừ đi chi phí thì 1 hecta bà con có khả năng là lãi từ 20 đến 22 triệu đồng. Và ứng phó với cái biến đổi khí hậu, phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua là công tác chống hạn mặn, phải nói rằng ảnh hưởng rất lớn đến cái địa bàn huyện Thủ Thừa. Bởi cặp cái con sông Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây thì Thủ Thừa nằm ở vùng đệm, ảnh hưởng cái Nam Thủ Thừa, đặc biệt như các xã Bình Thạnh, là Bình An, thị trấn, với diện tích là trên 1.000 hecta, ảnh hưởng cái việc xâm nhập mặn. Năm nay mặn về rất là sớm, chính vì thế thì Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn như phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, rồi Ủy ban dân các xã phối hợp để cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi, Chi cục Thủy lợi của tỉnh để khảo sát rồi có cái giải pháp công tác chống hạn mặn trong cái thời gian vừa qua, phải nói rất tập trung. Ủy ban dân huyện cũng đã có cái thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống hạn mặn, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban dân các xã để tập trung công tác này, và đặc biệt đối với cái việc mà chuẩn bị cho cái kết thúc cái vụ lúa đông xuân thì chúng tôi có cái quan điểm chỉ đạo là làm sao là tuyên truyền vận động bà con là cố gắng là không nên cái đốt đồng, cố gắng là cày ải phơi đất để rồi chuẩn bị cái kế hoạch sản xuất cái vụ lúa hè thu, làm sao là trong cái kế hoạch này phải có cái việc là gieo xạ theo lịch, rồi là tập trung ngay từ là cái đầu vụ hè thu để vào cái cuối năm. Và cái giải pháp là chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như là Ủy ban dân các xã rà soát lại các cái tuyến kinh mương nội đồng để có kế hoạch nạo vét rồi là trữ ngọt trong cái thời gian tới. Chúng tôi cũng đã có cái chi phí đầu tư khoảng trên 20 tỷ đồng cho công tác nạo vét, san sửa các cái đê bao và các cái cống ngăn mặn để có kế hoạch trữ nước ngay từ đầu năm, để có kế hoạch là xây dựng cái vụ lúa thu đông nằm trong cái vùng đê bao cho phép gieo xạ, và chuẩn bị cho cái vụ lúa đông xuân sắp tới là làm sao là đủ cái lượng nước để phục vụ cho cái sản xuất, tránh cái trường hợp là xâm nhập mặn như năm 2019 là sau cái Tết Nguyên Đán thì cái độ mặn trên cái kinh Thủ Thừa là trên 3 gram trên lít, không thể nào đưa vào để tưới cho cái cây trồng, đặc biệt là cây lúa và một số loại rau màu.
Và trong thời gian tới chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng hai cái trạm bơm điện ở tại cái cống cây gáo để đẩy nước vào là cuối tháng 10 âm lịch để nhồi nước vào trong cái kinh là rạch cây gáo để phục vụ cho cái khu vực Nam Thủ Thừa khoảng trên 1.000 hecta và đẩy về cái huyện Tân Trụ để giải quyết vấn đề chống hạn mặn của huyện Tân Trụ đối với cái rạch cây gáo thông về xuống cái đất của địa bàn huyện Tân Trụ có diện tích khoảng trên 4.000 hecta lúa năm nay cũng ảnh hưởng mặn rất là nặng nề. Tình hình khô hạn và nhiễm mặn như hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương kiểm tra, rà soát, khoanh vùng khô hạn, thiếu nước do xâm nhập mặn để có những giải pháp khắc phục cụ thể nhằm hạn chế thiệt hại trong hiện tại và dần chủ động trong sản xuất của những năm sau. Đây là giải pháp không thể khác hơn, một khi thời tiết, khí hậu trên toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.